Hello, xin chào các bác nhá. Thì hôm nay bên em sẽ review tiếp một siêu phẩm về check margin. Đấy, các bác nhìn con này biết là con gì không? Đấy, con này chính là check margin 4. Quá đẹp luôn các bác ạ. Margin 4 nhá. Thì theo như em đánh giá về tất cả các cái dòng check ấy, thì những cái đời margin ấy nó chỉ nâng cấp lên ở... Đây, em bóc luôn cái tem cho bác xem. Đấy, xôi, bóc tem này. Margin 4, màu lớp sơn của nó là đen nhám các bác nhá. Đen nhám này, số 4 này. Đấy, rất đẹp, cực đẹp. Thì em đánh giá là tất cả các đời các cái dòng margin ấy, nó chỉ khác nhau chủ yếu là về cấu hình thôi. Còn khung của nó thì đều như nhau, khung đều là khung nhôm. Đấy, con này là sơn đen nhám bác ạ. Sơn đen nhám nhưng mà sờ nó rất là mịn. Đấy, sờ nó rất là mịn, rất là mịn luôn. Đấy, đấy, check. Riêng cái dòng chữ màu trắng này nhá, thì nó là trắng trắng bóng, trắng à trắng không phải trắng bóng mà trắng nhám, vẫn có lậu sệt 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 trắng nhám. Đấy, nên nhìn tổng thể cái màu này rất là đẹp. Mỗi tội nó là mức margin 4 thôi, nó chả khác nhau gì, nó có thêm mức chữ số 4 này nó làm cái giá trị xe nó đi xuống hết rồi, không có một cái gì khác cả. Các bác nhìn con check margin 4 này, quá đẹp, mua. Các bác nào mà ví dụ như là thích check quá, mua về xong rồi anh em mình build cấu hình lên, thì nên mua con margin 4, em khuyên thật, nên mua con margin 4. Sau đó mình build lên, thì nó sẽ tiết kiệm hơn một khoản, tiết kiệm hơn mua cái dòng kia. Mình về mình build lên, mình chủ yếu là mua check để lấy khung mà. Đấy, còn đâu là các bác nào mà tài chính cũng bình thường, đấy, thì mình đã thích check rồi thì mình cố gắng lấy con check margin 4 này. Thì nó cũng chỉ giá nó rẻ hơn những dòng margin 5, margin mấy vài triệu. Thì mình lấy những con như này thì nó đè nó hợp lý. Con này size M các bác nhá. Size M. Bánh 29. Size M bánh 29. Đấy. Quá đẹp cho một chiếc check. Em di view qua nhá các bác này. Đây là bom Charger này, đây là bom Charger này, yên bom Charger này. Hầu như là đồ bom Charger hết. Và đây là Shimano này. Đấy. Nó dòng 4 nó chỉ được như này thôi chứ không hơn được. Đây là khóa buộc này. Đấy, buộc này. Phanh thì dùng phanh cơ thường thôi, như con FX1 ấy, không khác thì con FX1. Dòng margin nó không khác gì dòng con này là dòng FX1. Thì con này gồm có 7 lít bác nhá. 7 lít và 3 đĩa. 7 lít 3 đĩa. Đùi đĩa Shimano. Đấy, đùi đĩa Shimano. Lít sau của nó là Shimano Tuley. Shimano Tuley. Đấy, cơ bản nó là thế thôi. Con này rất là đáng đồng tiền bắt gạo. Nếu mà các bác thích dòng check thì nên mua con này. Sau đó mình về mình đi dần dần, mình lên cấu hình lên cho em, nó sẽ tiết kiệm. Tay lái của nó, vòng tay lái của nó là 75 đó nhá. 75 nên là rất là rộng. Tay lái 75 này thì các bác ngồi lên xe cảm giác là nó khuỳnh tay. Thì khi mà mình đi đường địa hình khó thì mình đi rất là thoải mái. Nếu còn đâu mà dài quá mà không phù hợp với các bác thì bác để cưa đi. Cưa đi khoảng vào khoảng mỗi bên khoảng 3 phân đấy. Thì nó rơi vào khoảng tầm khoảng 6, 8, 9 thôi. Thì nó sẽ vừa. Đây, lớp trên khung này nó sẽ bọc một cái lớp cao su để chống va đập xích cho các bác trước từ trước. Líp củ đè tu lây. Gạt cả gạt đĩa tu lây. Đây, sườn đây. Đấy, MTB. Đấy. Em thích cái màu này lắm luôn đấy. Vừa em bóc ra em đầu tiên em mới nhìn đến một cái con check margin 4 màu đen, trắng đen ở ngoài đời. Khá là đẹp. Em thấy cái màu phối màu của con margin, dòng margin 4 này rất là đẹp. Nó có cả màu xám, xám xong rồi chữ đỏ ấy bác. Cái màu đấy cũng rất là đẹp. Nhưng hiện tại chỉ còn màu này thôi. Đấy. Cái các bác thì có nhu cầu thì liên hệ với hẻm xe OV nhá. Thì bên em hiện tại đang có sẵn con này. Trước này xe M. Và cả size S nữa. Size S thì không nó võng. Đấy. Ok, em xin kết thúc video ở đây nhá.